Thưa quý vị, nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào và Tết Chon Chen Nam Thơ May của Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng tới đồng chí Thonglun Sisulit, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Nội dung thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit viết: Nhân dịp Tết cổ truyền nhân dân Lào Bun Pi May, thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thonglun Sisulit đứng đầu, nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.